Hôm qua, lãnh đạo quận ủy Ô Môn đến dự sinh hoạt chi bộ ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm. Trong tháng qua, chi bộ lãnh đạo thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đã bình xét 775 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt trên 99% tổng số hộ, sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Qua đối chiếu chỉ tiêu nghị quyết năm, hiện khu vực còn một chỉ tiêu chưa đạt là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên chi bộ nêu lên nhiều ý kiến đóng góp để chi bộ tập trung lãnh đạo như tăng cường vận động người dân trong khu vực, thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, thực hiện tốt việc phân loại và để rác sinh hoạt đúng nơi quy định, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.